Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 9. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái bài 57 rồi đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở bài 58, tổng kết chương 3, đó chính là cái chương quan học. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ đi sang phần 1 là cái phần tự kiểm tra các em nhé, tự kiểm tra. Thì phần tự kiểm tra này thì thông thường chúng ta sẽ tự làm và chúng ta tự giải, nhưng mà ở đây thầy dạy online nên thầy sẽ tiến hành giải thích và giải ra cho các em được chưa nào. Thì thông thường các em cứ tự làm trước hết tất cả câu hỏi này nhá, chứ các em đừng chủ quan là các em cứ mở cái video thầy lên các em chép là không nên, mà em tự làm trước, tự trả lời trước và chúng ta phải trình bày ra ngoài vở, sau đó chúng ta mở video thầy lên để chúng ta xem cái kết quả và để chúng ta so sánh cái cách trình bày cũng như kết quả để xem để chính xác chưa. Tất cả môn học toán lý hóa sinh cái môn nào chúng ta cũng phải làm như vậy nha, nghĩa là chúng ta phải tự học trước chứ đừng là bao giờ, và tự học theo cái logic, đó chính là sách giáo khoa rồi tới sách bài tập rồi mới tới chuyên đề nâng cao các em nhé. Đó, đã có câu số 1: chiếu một tia sáng từ không khí vào nước chết với một góc ở đây là 30 độ so với mặt nước ha. Câu A: có hiện tượng gì xảy ra đối với tia sáng khi truyền qua mặt nước, hiện tượng đó gọi là hiện tượng gì? Thì cái hiện tượng này thì chúng ta đã học được học rồi, đó chính là hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Thế nào? Thì cái tia sáng nó bị gãy khúc, ha, nó gãy khúc tại cái mặt phân cách. Các em nhớ cái mặt phân cách nào? Giữa nước và không khí. Như vậy thì hiện tượng đó gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sáng mà chúng ta được học rồi. Thì những kiến thức này thực chất chúng ta ôn lại thôi các em. Thì bây giờ chúng ta trả lời vô. Cái tia sáng bị gãy khúc. Đó nào? Tại cái mặt phân cách giữa như em giữa nước và không khí, giữa nước không khí, ok, và đó là hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Được chưa nào? Đó, ok. Ta hỏi như đây nữa đây. Cái góc tới bằng bao nhiêu độ? Ha, góc tới bằng bao nhiêu độ? Góc khúc xạ lớn hơn hay nhỏ hơn 60 độ? Được chưa nào? Như vậy thì ở đây người ta nói là chiếu một tia sáng từ không khí vào nước chết với một góc 30 độ so với mặt nước. Người ta hỏi là góc tới bằng bao nhiêu độ? Góc khúc xạ lớn hơn hay nhỏ hơn 60 độ? Ha. Như vậy thì theo em thì góc tới bằng bao nhiêu độ nào? Như vậy thì để tính được cái góc tới ha, câu B này thì góc tới đó chính là theo trong sách giáo khoa thì chúng ta được học và chúng ta được biết là góc tới này nó sẽ là góc Y, thì chúng ta sẽ lấy 90 độ trừ đi cho 30 độ thì sẽ bằng 60 độ ha. Vì cái tia sáng từ không khí vào đâu em, vào nước, nên cái góc khúc xạ R, nên cái góc khúc xạ R nó sẽ nhỏ hơn góc gì, góc tới đó chính là góc Y này bằng 60 độ, nên từ đây chúng ta suy ra R này sẽ nhỏ hơn 60 độ. Được chưa? Thì bạn nào mà quên á thì các em vào cái bài đầu tiên khúc xạ hiện tượng khúc xạ ánh sáng để các em xem lại giùm thầy, được chưa? Chắc những kiến thức này chúng ta ôn tập lại thôi chứ chẳng có gì gọi là mới đối với các em cả. Chúng ta sẽ đi sang câu số 2 các em nhé. Ta đi sang phần hai nhỏ các em. Nêu hai đặc điểm của thấu kính để có thể nhận biết, đó là thấu kính hội tụ. Thấu kính hội tụ thì chúng ta cũng đã được học rồi. Thì cái đặc điểm thứ nhất là các em thấy là cái phần rìa nó như nào so với phần giữa các em. Đối với thấu kính hội tụ thì thấu kính hội tụ nó luôn luôn có phần rìa nó sẽ mỏng hơn phần phần giữa, nghĩa là nó ngược lại với thấu kính phần kỳ. Đó là cái đặc điểm thứ hai là thấu kính hội tụ nó có tác dụng là hội tụ cái chùm tia tới nó song song tại một điểm ha, hoặc là thấu kính hội tụ nó cho ảnh thật của một vật ở rất xa tại cái tiêu điểm của nó. Tiêu điểm là gì, tiêu cự là gì, quan tâm ô là gì thì chúng ta học và chúng ta đã nắm được hết rồi. Bạn nào mà chưa,
biết thì cứ vào cái bài thấu kính hội tụ để chúng ta xem lại để thế nào. Như vậy thì các em có là thứ nhất, cái đặc điểm thứ nhất là thấu kính hội tụ thường thường dùng có cái phần rìa ha, có phần rìa mỏng hơn phần giữa, được chưa nào? Cái thứ hai đây chính là thấu kính hội tụ, thấu kính hội tụ có tác dụng hội tụ cái chùm tia tới nó song song, thế nào, nó song song tại một điểm, tại một điểm, hoặc là thấu kính hội tụ, thấu kính hội tụ cho ảnh thật, các em nhớ nha, ảnh nó ảnh thật các em nhé, của một vật ở rất xa tại cái tiêu điểm của nó, được chưa? Đó chính là các đặc điểm để chúng ta có thể nhận biết, đó chính là thấu kính hội tụ. Ok, chúng ta sẽ đi sang câu số 3 em nha. Những câu này nó tương đối là dễ tại vì nó thuộc về phần lý thuyết và mang tính chất là ôn lại thôi, được chưa? Ta đi sang câu số 3. Câu số 3 em, người ta yêu cầu gì đây? Chiếu vào thấu kính hội tụ một cái tia sáng song song với trục chính, hãy vẽ cái tia sáng ló ra sau thấu kính, gọi tia ló đó em. Rồi bây giờ thầy sẽ vẽ cái trục chính delta trước nha. Cái này thì chắc là ai cũng biết trục chính này, đây chính là cái trục chính delta, thấu kính hội tụ thì vẽ ở đây, đặt vuông góc này, ký hiệu thấu kính hội tụ nè em, phân kỳ thì cái dấu mũi tên nó ngược lại à. Thì giờ ở đây thầy xác định hai cái tiêu điểm, hai tiêu điểm F, khoảng cách nó bằng nhau ha, cái quan tâm O chính giữa đây, đây chính là quan tâm O nè, thì OF sẽ bằng OF phẩy, đúng chưa nào? Như vậy thì ở đây người ta nói gì đây? Chiếu vào thấu kính hội tụ một tia sáng song song với trục chính, khi chúng ta đây trục chính của ta delta này chiếu song song, ta đưa thước lên, ta vẽ song song với delta một tia sáng đó, đúng chưa? Thì cái tia ló đây, cái tia ló nó ra sau thấu kính, nó sẽ đi qua đâu em? Nó sẽ đi qua tiêu điểm, nó sẽ đi qua tiêu điểm, các em hiểu không? Đây đó, nó sẽ đi qua tiêu điểm, ta nhớ như vậy nha. Như vậy thì ở đây chúng ta có thể trả lời vô một xíu các em ghi thầy là thì tia ló đi qua tiêu điểm. Ok, ta đi sang câu hỏi số 4 em nhé. Rồi ta đi sang câu số 4 em. Hãy dựng ảnh của vật AB, đây em, vật AB đây, qua thấu kính hội tụ cho trên hình 58.1. Thì ở đây chúng ta sử dụng các cái tia đặc biệt của nó, hai trong ba tia thôi, các em sử dụng hai tia thôi. Tia thứ nhất thầy sẽ vẽ nó song song trục chính, sau đó đi qua tiêu điểm. Cái thứ hai là đi qua quan tâm O thì nó sẽ truyền thẳng, thầy chỉ cần sử dụng hai tia là sẽ ra được, có đúng không nào? Đây thầy sử dụng cái tia thứ nhất là giống như này, cái câu số 3 thầy sẽ vẽ song song với trục chính, cái tia này đó, song song trục chính ngay chỗ đây là Y này, thì khi đó nó cái tia ló nó sẽ đi qua đâu? Nó sẽ đi qua cái tiêu điểm, tiêu điểm F, thầy dùng trực tiếp ở trên đây luôn. Cái thứ hai là thầy sẽ vẽ cái tia tới là đi qua quan tâm O, cái tia sáng đó nha, đi qua quan tâm O thì nó sẽ truyền thẳng này, thì nó cắt nhau ở đâu? Thì đó chính là cái ảnh của vật AB này,
Vậy thì cái trục này chúng ta vỉ dài ra một chút xíu, chúng ta dựng vuông góc ha. Cái thước thầy là đề xuống nó bị nhì đó, các em hiểu nè. Thì đây chính là A phẩy, các em sẽ vỉ vào trong vở giúp thầy nha, tại vì thầy tận dụng thời gian của thầy nên là thầy sẽ vỉ trực tiếp ở trong này luôn. Ok, được chưa nào? Nếu mà trình bày cách dựng thì chúng ta sẽ trình bày như sau nè, trình bày cách dựng nè các em nha, cách dựng nè, chứ không giáo viên yêu cầu các em trình bày cách dựng các em không biết mà ghi. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ cái tia BI đi song song với cái trục chính delta đây nha, trục chính, nên cho cái tia ló đi qua đâu, qua cái anh tiêu điểm F phẩy. Tiếp tục cái tia tới BO, BO ha, nên cái tia ló truyền thẳng đúng không, tại vì đi qua quan tâm O nha thì nó sẽ truyền thẳng từ cái B này, từ cái B phẩy này chúng ta hạ vuông góc với cái trục chính, trục chính nó cắt tại cái điểm A phẩy, A phẩy. Như vậy chúng ta suy ra đây A phẩy B phẩy là ảnh của AB tạo bởi cái thấu kính hội tụ đó. Cách trình bày như chúng ta cái dựng hình và vẽ hình là như vậy các em nhé, được chưa? Ta sẽ đi sang câu số 5 các em nhé, câu số 5, câu số 5, câu này là câu cuối cùng trong clip hôm nay nhé, clip sau bắt đầu thầy sẽ giải em ở câu số 6. Thấu kính có phần giữa mỏng hơn phần rìa là thấu kính gì? Thì cái này nó ngược lại với thấu kính hội tụ, thì đây chính là thấu kính gì? Đó chính là thấu kính phân kỳ. Kim Việt trả lời vô, ghi lại câu này lại này, thấu kính có phần giữa mỏng hơn phần rìa là thấu kính phân kỳ. Được chưa nào? Kim bỏ cái chữ này đi, bỏ chữ thấu kính gì đi, kim thêm chữ, bắt đầu từ chữ là này là thấu kính phân kỳ. Được chưa? Ok, như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho em câu số 6 trở đi, tại vì ở trong cái bài 58 này rất là nhiều câu em à, nên thầy sẽ cố gắng giải hết cho các em để mà người ta có kiến thức sau khi mà xong cái bài 58 này, qua cái bài 59 cho tới 62 nữa là xong chương trình của vật lý lớp 9 nha các em nha. Ok, chúc em học tốt, bye bye.